Thưa sư cho con hỏi tại sao pháp hữu vi vô ngã, tại sao niết bàn vô ngã? Thì tại vì vốn dĩ các pháp hữu vi nó không phải là của mình. Quý vị hiểu cái từ vô ngã nghĩa là sao? Vô ngã nghĩa là nó không phải là của mình. Nó không thể xem là ta, nó không thể xem là của ta, nó không thể xem là cái gì đó thuộc cái phạm vi quản lý của ta. Đơn giản thế thôi. Cho nên các pháp hữu vi nó không phải của mình. Niết bàn cũng không phải của mình. Thành ra vốn dĩ nó là vô ngã, đơn giản như thế. Và vốn dĩ tất cả trên thế gian này không có một cái gì để gọi là của mình cả. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.